Hôm nay đi chợ mua cái gì mà quá chừng quá đất luôn các bạn ơi, một xe luôn. Mà hôm nay anh xã phải lái xe tải đi đi chợ mới hết nha các bạn ha. Rồi bây giờ anh xã sẽ ra lấy xe nè, mình sẽ cho các bạn xem anh hôm nay vợ chồng mình mua được những gì nha. Xin chào tất cả các bạn. Mình mới vừa đi chợ Costco về đây các bạn. Thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem những gì hôm nay mình mua được ha. Hôm nay thì mình đa số là mình mua những cái đồ thịt cá đông lạnh, cho nên là mình review nhanh cho các bạn để mình bỏ vào trong tủ lạnh ha. Rồi trước tiên thì mình sẽ review cho các bạn xem. Đây là cái thịt bò mà gọi là cái này là steak filet mignon đó các bạn. Thì cái này các bạn nhìn nó rất là ngon nè ha. Đó. Thì ba cái miếng này á, thì cái này là họ bán là 11 đồng 89 một pound. Thì cái vỉ này chị mua là 3 pound 38 là 40 đồng 19 ha, 40 đồng 19 cent. Thì tính ra tiền Việt Nam của mình là khoảng gần 1 triệu đó các bạn, khoảng chắc 900 mấy, gần 1 triệu ha. Và ba miếng thịt bò này các bạn biết nó dày lắm, cái filet mignon này nè các bạn nhìn nè, nó dày như vậy nè đó. Thì mình về mình là mình phải cắt ra chia black, chia là sẽ khứa ra phân nửa các bạn, bởi vì cái này nó rất là dày ha đó, mà nó ngon lắm các bạn. Mỗi lần mà chị đi Costco là chị hay mua cái thịt bò này lắm ha. Thì cái này là mình để dành mình nướng. Rồi cũng đây cũng là thịt bò, nhưng mà cái này thì là nó rẻ hơn các bạn. Cái loại này thì nó có cái gân gân ở giữa nè ha các bạn. Đó cái loại này nè, thì chị cũng thích cái loại này. Nhưng mà cái loại này là chị hay dùng để mà xào giống như là xào nui, xào mì hoặc là xào rau cải ha. Thì cái này là chị cắt mỏng 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 ra để mà mình xào. Thì cái filet mignon này là để nướng ha các bạn. Còn cái này thì mình để mình xào. Đó là hai loại thịt bò hôm nay chị mua. Thì cái vỉ này, cái này thì 9 đồng 99 một pound các bạn. Cái vỉ này là 3 pound 03, thì nó là 30 đồng, thì cũng cỡ tiền Việt Nam mình khoảng cỡ 700 mấy ngàn đó các bạn ha. Rồi đây là sườn cốt lết mà đã lóc xương rồi các bạn, không có còn xương. Các bạn nhìn nè, rất là ngon. Một cái vỉ sườn này rất là rẻ luôn. Thật ra là ở Costco nó bán thịt cá hay là nó bán mấy cái đồ đông lạnh này rất là rẻ các bạn. Thì cái này thì chỉ có 1 đồng 49 một pound thôi các bạn ha. Thì 1 đồng 49 một pound á, là 1 pound là khoảng nửa ký. Thì 1 đồng 49, 1 đồng rưỡi là khoảng cỡ chắc 30 mấy ngàn ha. 30 mấy ngàn nửa ký là 1 ký chắc khoảng 6 mấy 70 ngàn vậy à. Tính ra tiền Việt Nam của mình rất là rẻ luôn á các bạn ha. Thì cái này là một vỉ này chị mua là 5 pound mấy á, là nó 7 đồng 80 mấy, cho nên là 8 đồng đi. 8 đồng mà một vỉ như vậy nè các bạn. 3, 6, 9 miếng mà nó dày lắm luôn á. Các bạn thấy rẻ ghê không? Đó. Một cái vỉ này là có 8 đồng bạc thôi. 8 đồng có 100 mấy ngàn à. Chưa tới 200 ngàn tiền Việt Nam của mình nữa ha. Mà một vỉ thịt luôn. Còn đây là cá này, là gọi là cái cá tilapia này nè. Thì anh xã mình rất là thích cá này các bạn. Thì mình chỉ ướp á, ướp sơ thôi rồi mình nướng hoặc là mình chiên lên ha. Cũng rất là ngon. Đó. Rồi cái cá này á, chị quên. Cái cá này thì là 4 đồng 99 một pound. Thì cái này là 3 pound 15, thì cái giá tiền của nó là 15 đồng 72, là khoảng cỡ 300 mấy ngàn tiền Việt Nam. Nguyên một cái vỉ cá này các bạn ha. Cái này cá này giống như nó nhỏ nhỏ, nó phile, nó lóc cái phile ra nè, róc xương ra luôn nè, chỉ có nạc thôi. Rồi còn đây là cá salmon. Thì cá salmon này chị mua cái loại này á là 9 đồng 99 một pound. Là ở đây là 3 pound 19, là giá tiền là 31 đồng 78. Thì cái cá salmon này á là nó không có kháng sinh. Nói chung là cái cá này là cá tự nhiên đó các bạn. Cá này cái loại mà mình mua cái loại mà tốt nhất là nó không có, nó nuôi tự nhiên, nó nuôi bằng giống như là không có những cái thuốc kháng sinh đồ này kia đó các bạn. Đó cho nên là nó rất là tốt ha. Thì nhìn nó ngon đó các bạn, nó tươi rói luôn á. Thì cái vỉ này mình mua là 31 đồng 87 ha. Rồi tiếp theo là scallop. Đó, anh xã mình là rất là thích ăn mấy cái hải sản này, scallop các bạn. Có thể là nướng ha, nướng hoặc là xào. Đó, thì cái scallop này á, thì ở đây thì nó bán là 13 đồng 60 một pound. Thì cái này chị mua cái bịch này á là 33 đồng 99 là 34 đồng. Thì cái bịch này thì nó là 2 pound rưỡi các bạn. Thì cái scallop này á, là tính ra Costco nó rẻ hơn những cái chợ khác ha. Bình thường chị mua ở Publix á, là cái scallop cỡ này nè, cái size lớn như cỡ này á, là chị phải mua nó là người ta bán tới 22 đồng, thường thường là phải 22 đồng một pound. Thì khi nào lâu lâu mà nó sale á, là cũng phải còn 16-17 đồng. Thì thông thường là chị mua là ở Publix thì nó sale, chị mua giá sale là khoảng 17 đồng, nhưng mà cái này là chỉ có 13 đồng
13.60 thôi các bạn, là rẻ hơn mấy đồng luôn á, một pound ha. Cái bột bạch này là 2 pound mấy. Còn tôm này cũng là size rất là lớn nè các bạn. Đó, tôm size lớn ghê không, các bạn thấy con tôm bự không? Thì cái này á là nó bán 10 đồng một pound. Thì so ra đó là nó cũng rẻ đó các bạn. Chứ nếu mà cái tôm lớn cỡ này á, mà trong chợ pháp lịch nó bán cũng là khoảng 14-15 đồng một pound đó các bạn ha. Mà cái này thì ở Costco nó chỉ có cái giá là 10 đồng một pound. Thì cái bịch này chi mua là 4 pound là 39.99 ha. Là cái bịch tôm này á, là tính ra tiền Việt Nam của mình là khoảng 40 đồng, khoảng 900 mấy ngàn đó. Rất là nhiều các bạn, 4 pound là khoảng cỡ 2kg ha. Mà tôm bự lắm các bạn, nhìn cái size bự lắm. Cái này là đã cắt đầu rồi ha, và nó xẻ cái lưng rồi, nó lấy chỉ ra hết rồi, rất là sạch sẽ. Rồi, mình bỏ mấy cái tôm cá này qua bên ha các bạn. Đó, hôm nay mình review các bạn xong. Thì cái thịt bò đó nãy chị cho các bạn xem thì nó sẽ dày lắm. Thì chị sẽ cắt ra nhỏ nhỏ, xong rồi chị phân ra, chiêu ráp nó lại, bỏ vào một cái từng bịch nhỏ, ví dụ vừa đủ một khẩu phần cho hai vợ chồng ăn thôi. Rồi chia bỏ vào cái ngăn đông, rồi khi nào mỗi lần mà mình ăn thì mình chỉ lấy ra ha, mình xả đông ra và mình ướp gia vị và mình nướng hoặc là mình chiên. Đó, thì như vậy thì nó sẽ rất là tiện lợi các bạn, chứ không phải là để nguyên một vỉ như vậy mà bỏ vô tủ lạnh ha. Mình sẽ phân ra từng miếng vừa đủ một phần hay là hai phần hai vợ chồng ăn rồi thôi, rồi mình bỏ vào từng cái ngăn đông trong tủ lạnh của mình á. Rồi bây giờ mình sẽ review những cái đồ khô ha các bạn. Ở đâu đông lạnh thì vẫn còn. Đây là hôm nay chị mua thêm cái mì Hoành Thánh, hộp này chưa khui luôn các bạn, mới đem về đó. Chị thích ăn cái này lắm, như để thỉnh thoảng buổi sáng á, vậy mà không có đồ ăn sáng hay là làm biến nấu á, thì lấy cái này ra là làm một bữa ăn sáng của mình ha, cũng rất là ngon mà rẻ nữa các bạn. Rồi thì em trước chị có review cái này rồi đó các bạn, thì một hộp này là một thùng này là 6 hộp thì chỉ có 15 đồng mấy, là chạy ra một hò một tô nó có 2 đồng mấy 3 đồng, chưa tới 3 đồng nha, rất là rẻ các bạn. Rồi đây là chị mua được một hộp nho. Cái này là candy nho, giống như là gọi là nho giống như kẹo vậy đó. Nó ngọt mà nó giòn, nó ngon lắm các bạn. Mà ở Costco bán cũng rẻ ghê đó. Nguyên cái hộp này nãy chị mua có 7 đồng mấy à. Chị quên là nãy nó tính là bao nhiêu tiền một pound. Nhưng mà nếu một cái hộp như vậy mà chị mua ở chợ Publix hay là chợ Kroger đó, nó phải là 10 mấy đồng. Đó, còn cái này nãy chị mua có 7 đồng 99 thôi. Đó, rẻ hơn. Cũng khoảng, chị nghĩ chắc cũng khoảng cỡ mấy chục phần trăm luôn á. Anh xã mình rất là thích ăn cái nho này các bạn. Rồi, đây là cái cá tuna. Cái này của anh xã mình. Anh xã mình rất là thích cái này để ảnh hay đem đi làm buổi trưa trong cái công ty của ảnh á. Thì ảnh sẽ đem một hộp như vậy với lá bánh mì ảnh ăn trưa, nhiều khi mà ảnh không có đi ra ngoài được đó. Thì ảnh sẽ ăn cái này với lại bánh mì ha. Anh xã rất là thích cái này. Còn mình là thích cái này các bạn. Chi là chị thích cái cá này nè, đó cá này nè, bữa hôm trước chị mua 2 hộp ha, chị cũng ăn từ từ hết rồi, bây giờ còn 2 ha, còn cái này mua để dành, tại vì cái này cái đáp nó lâu lắm các bạn, tới năm 2023 lận, cho nên là thỉnh thoảng chị đi chợ chị hay mua để sẵn á. Cái cá này nè các bạn ha, mình lấy ra khi mình khui ra, là chỉ cần mà các bạn xào chung với lại củ hành trắng đó. Mình cắt cái hộp của hành trắng nhỏ ra ha, cái mình xào cho nó thơm lên, xong các bắt đầu các bạn khui cái hộp này bỏ vào, cho một chút xíu nước tương vào ha, như vậy thôi mà các bạn ăn cơm rất là ngon luôn, rất là đơn giản mà ngon miệng cực kỳ luôn á. Chị thích cái cá này lắm đó. Rồi còn đây là cái mì spaghetti đó, này là của anh xã thì thích ăn mì spaghetti. Cái này luôn luôn lúc nào là chị làm cho anh xã thôi, chứ chi cũng không có hảo cái món này lắm ha, thỉnh thoảng thì ăn được, nhưng mà đa số là những hôm nào mà chị làm những món ăn nào mà anh xã chị không có thích á, thì chị sẽ làm những cái món ăn cho ảnh, giống như làm riêng mình rồi nấu riêng cho ảnh luôn đó. Rồi đó, thì hôm nay đây là giấy để xài mỗi ngày ở nhà. Rồi đó, thì ngày hôm nay là với lại mình có mua, nãy các bạn thấy mình có cho các bạn xem cái đoạn video ngắn lúc đầu tiên, cái intro đó, thì anh xã có mua một cái stand TV, là cái giống như cái kệ đựng TV ha, nhưng mà bây giờ đang để dưới basement rồi, chưa có đem lên, cho nên là chị không có review cái đó. Để khi nào mà ảnh mở cái hộp đó ra, ảnh đem lên đây ảnh thay á, thì chị sẽ chia sẻ cái video đó cho các bạn xem, là ảnh thay cái kệ đựng TV trên cái phòng khách ha. Nói chung cái kệ đựng TV ở nhà vẫn còn xài rất là ổn, nhưng mà ảnh thích, ảnh nói là cái này giống như là nó gọn, nó nhỏ hơn và nó đẹp, thì anh thấy là anh mua thôi, nhưng mà thật sự chị thấy cũng không cần thiết lắm, tại cái này vẫn còn xài tốt mà. Nhưng mà thôi thì anh thích anh mua thôi, chứ mình cũng đâu cản làm gì đâu, đúng không? Cho nên là hôm nay anh đã mua cái đó. Mà thật sự ra đó là anh mua
thì hôm nay cái giá rất là tốt các bạn. Ảnh coi cái kệ TV đó cách đây cũng khoảng 2 tháng trước rồi. Thì lúc ban đầu ảnh xem thì cái giá của nó là 699 đồng, 600 mấy hay 700 mấy á. Nhưng mà sau bắt đầu nó giảm giá còn 400 mấy, 500 mấy, 400 mấy gì đó. Nhưng mà ngày hôm nay không biết cái dịp gì mà nó giảm chỉ còn 399 đô thôi. Là có nghĩa là giảm 300 đô so với cách đây 2 tháng trước, hay 2 tháng 3 trước, tháng trước gì đó. Tại lúc trước ảnh coi mà chị nói thấy cũng uổng tiền quá, mua chi ở nhà cũng vẫn còn xài được. Cho nên chị cứ bàn ra bàn ra. Nhưng mà hôm nay thì ảnh nói là cái giá này là không thể nào tốt hơn cái giá ngày hôm nay nữa. Cho nên là ảnh quyết định ảnh mua. Đó, vì vậy là chị để cho ảnh mua luôn. Có nghĩa là chị không cản nữa là bởi vì cái giá nó quá rẻ ha. Thì chị đã với ảnh là đã đi chợ ngày hôm nay. Và chị cũng cho các bạn xem những cái hình ảnh mà ngày hôm nay mình mua được những cái gì rồi ha. Thì đó, thì thỉnh thoảng thì đi chợ á, là thông thường là chị đợt đi chợ Costco đó là chị mua những cái thuốc hay là vitamin hay là những cái đồ cho khách hàng. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị không có đi mua đồ cho khách là bởi vì chị đi ngày hôm qua rồi. Đó, mà hôm nay là chị đi mua đồ để dùng cho gia đình với lại thức ăn. Thế cho nên là chị review cho các bạn xem ha, là những cái gì mà chị mua được ngày hôm nay. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video ngày hôm nay của chị ha. Hy vọng có một chút xíu chia sẻ về cái ngày đi chợ của mình ngày hôm nay để các bạn biết thêm về một chút những cái sản phẩm mà bán ở Mỹ như thế nào. Thì thật ra là ở bên Mỹ này các bạn biết không, là đồ ăn á, thịt cá đồ này kia á, tính ra nó rẻ lắm các bạn, không có mắc ha. Cho nên là ở Mỹ này nếu mà nói về mà thức ăn á, là mình cũng có thể, những cái gia đình mà không cần phải giàu có quá, không cần phải có quá nhiều tiền, cũng có thể ăn tôm hùm, cũng có thể ăn king crab, hoặc là tôm hùm, hoặc là cua hoàng đế, hoặc là có thể ăn được tất cả những cái loại đồ hải sản ngon ha, bởi vì cái giá của nó không có mắc lắm. You can honey. Cũng không có mắc lắm, cho nên là mình có thể ăn được tất cả những cái món ăn gì ngon, đồ tươi sống ha. Là bởi vì thức ăn nó rẻ so ra tới cái giá với Việt Nam, thịt cá thì nó rẻ lắm. Nhưng mà nói tiếng rẻ nhưng mà mình nấu ở nhà ăn thì lúc nào cái nó cũng ngon, chất lượng hơn và cái giá cả nó cũng rẻ hơn là so với mình đi ăn nhà hàng. Cho nên là thường thường á, là chị lại thích mua về nhà mình nấu, nó tươi, nó ngon, nó bổ và thật sự nó cũng rẻ hơn so với nhà hàng. Còn nếu mà các bạn đi nhà hàng thì đương nhiên cái giá nó cũng phải mắc hơn rồi. Thì muốn tiết kiệm thì mình mua về nhà mình nấu nướng thôi ha, ăn theo cái khẩu vị của mình, nêm nếm theo cái khẩu vị của mình và nó lại rẻ hơn nữa. Rồi hôm nay chia sẻ với các bạn như vậy thôi ha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã xem video ngày hôm nay của mình. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Chào tạm biệt các bạn. Nobody hear that. Chào tạm biệt các bạn. Cái mà không la làng. Chào tạm biệt các bạn nha. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Xin chào cả nhà.